võ sĩ đến từ Trung Quốc. Trọng tài vẫn chưa dừng trận đấu khi mà Zhao Chanqin vẫn cho thấy được rất nhiều điểm số tốt ở thời điểm hiện tại. Vẫn là ground and pound. Rất sôi động của AFC 28. Bước ra sàn đài đó là Zhao Chanqin, võ sĩ đến từ Trung Quốc. Là Muay Thái, trong sự nghiệp của mình đã thượng đài 14 trận đấu, giành chiến thắng 11 trận và để thua 3 trận. Zhao Chanqin lần số tại AFC lần này. Và đã có một tình huống spinning back kick tới từ Zhao Chanqin để mở đầu cho trận đấu. Trận đấu kéo dài 2 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Mùi Trọng Vinh, võ sĩ của Việt Nam, là người đứng ở góc đài đỏ. Trong khi đó, Zhao Chanqin, võ sĩ người Trung Quốc, là tay đấm ở góc đài xanh. Tình huống pha ống đồng rất quen thuộc của bộ môn Muay. Thông tin duy nhất mà chúng ta biết được với Zhao Chanqin có lẽ chỉ là việc anh đến từ Thâm Quyến mà thôi. Còn lại, mọi thứ về võ sĩ này đều là rất bí ẩn. Phang trụ và bị bắt chân. Mùi Trọng Vinh bây giờ đã bị check down xuống sàn đài. Nhưng đây là một tư thế mà Zhao Chanqin chưa thể lấy được mao. Zhao Chanqin đang ở trong vị trí close guard và anh đã ép sát được Mùi Trọng Vinh vào thanh lồng. Để chuẩn bị cho AFC 28 thì Mùi Trọng Vinh đã tập luyện cùng với huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất trong vòng 2 tháng qua. Nguyễn Trần Duy Nhất dù được biết tới là đầu cua cầu bại của môn Muay nhưng anh cũng đã có những trải nghiệm ở MMA. Năm ngoái thì Nguyễn Trần Duy Nhất là người đã giành được chiếc đai vô địch hạng cân 60kg của Lion Championship. Tình huống áp sát và check down không thành công của Zhao Chanqin. Trọng tài yêu cầu hai võ sĩ trở về với tư thế đứng. Những động tác của Mùi Trọng Vinh chúng ta vẫn thấy là rất đặc sệt. Ngoài. Rất tốt. Cú móc tốt của Mùi Trọng Vinh. Những pha ra đòn chưa chính xác của Zhao Chanqin. Thẳng tay sau. Tiếp đó là ba đi kích. Nhưng Chanqin cũng đã di chuyển khá khôn ngoan trong tình huống vừa rồi. Một nhịp bước ngang của anh để có thể phá nhịp tấn công của đối thủ. Lại phang trụ. Và một lần nữa thì Mùi Trọng Vinh đã bị đối phương áp sát và đưa xuống sàn. Trọng Vinh vẫn đang phòng thủ khá khôn ngoan vào lúc này. Hai chân của anh đang giữ cho Zhao Chanqin không thể lên mao được. Và đây là một vị trí mà Zhao Chanqin sẽ tương đối khó trong những tình huống tấn công. Cố gắng để bước sang bên và tìm cách side control tới từ Zhao Chanqin. Nhưng đương nhiên là ý đồ của võ sĩ người Trung Quốc đã bị Mùi Trọng Vinh nhìn thấy rõ. Thậm chí ở vị trí này thì Mùi Trọng Vinh vẫn đang có không gian để tung đòn về phía Zhao Chanqin. Liên tiếp là những cú đấm vào đầu được thực hiện bởi Mùi Trọng Vinh. Và lần thứ hai trong hiệp đấu đầu tiên, trọng tài phải yêu cầu hai võ sĩ trở về với tư thế đứng. Tay đấm người Trung Quốc vẫn đang khá chủ động trong các pha áp sát và take down. Nhưng nỗ lực đưa đối thủ xuống sàn của anh chưa thành công. Những cú đấm rất nặng của Mùi Trọng Vinh. Mùi Trọng Vinh cần phải duy trì một cự ly tốt. Ý đồ của Zhao Chanqin là đã lộ rõ rồi. Bây giờ cùng xem đại diện của Việt Nam sẽ xử lý ra sao. Thủ cao tay rất tốt của Mùi Trọng Vinh. Những cú đấm không gây ra nhiều sát thương tới từ Zhao Chanqin.
nhưng đã có một chút sơ hở của Bùi Trọng Vinh. Anh nhận nguyên một pha phản đòn bằng tay của đối thủ và lần thứ ba phải xuống sàn chơi cùng với võ sĩ người Trung Quốc. Trọng tài nhận thấy đây là tư thế mà hai lần trước Choi Chan Chin đều không thể làm gì khác. Và ông đã yêu cầu hai võ sĩ trở về tư thế đứng. Liên tiếp là những combo đòn tới từ cài võ sĩ. Chúng ta đang nghe thấy rất rõ những lời chỉ đạo từ huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất đối với Bùi Trọng Vinh. Duy Nhất vẫn đang liên tiếp có những lời nhắc nhở dành cho học trò Bùi Trọng Vinh của mình. Đương nhiên rồi, trên một sàn đấu MMA quốc tế thế này thì những trải nghiệm sẽ là rất khác so với những trận đấu ngoài mà Bùi Trọng Vinh đã trải qua. Hiệp 2 cũng là hiệp đấu cuối cùng trong màn so tài giữa Bùi Trọng Vinh và Chia Chia Chuyên. Trận đấu ở hạng cân Bantamweight, hạng cân 61,2kg. Tiếp tục bị bắt chân, nhưng lần này Bùi Trọng Vinh đã có sự cảnh giác và anh không để cho đối phương check down mình xuống sàn nữa. Rất cố gắng tới từ Chia Chia Chuyên. Anh đang ép sát được Bùi Trọng Vinh vào thành lồng, nhưng vẫn chưa phải là một vị trí giúp cho Chia Chan Chin có được ưu thế. Hình ảnh rất quen thuộc mà chúng ta đã thấy trong hiệp 1. Trong hiệp 1 thì 3 lần Chia Chan Chin đưa Bùi Trọng Vinh vào vị trí như thế này. Nhưng cả 3 lần thì Chia Chan Chin đều không thành công với ý đồ của mình. Trọng tài yêu cầu hai võ sĩ trở về tư thế đứng. Inside leg kick tới từ Bùi Trọng Vinh. Rõ ràng chúng ta thấy khi ở tư thế đứng, Bùi Trọng Vinh có được sự thoải mái hơn rất nhiều. Di chuyển tốt của Bùi Trọng Vinh. Những cú đấm của Chia Chan Chin có lực là không quá nặng và gần như không gây ra sát thương đối với Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh đang chủ yếu tập trung những đòn inside leg kick, những cú đá tầm thấp thay vì cố gắng body kick và tạo điều kiện để cho đối phương bắt chân. Trọng tài vừa phải nhắc nhở hai võ sĩ về việc tích cực hơn trong các pha ra đòn. Đổi đòn khá nặng từ cả hai võ sĩ. Spinning back kick tới từ Bùi Trọng Vinh và anh một lần nữa bị bắt chân bởi Chia Chan Chin. Chỉ cần giữ vị trí là được. Không có nhiều những sự sáng tạo hay bất ngờ trong cách áp sát và check down của Chia Chan Chin. Cố gắng để side control. Nhưng rõ ràng Bùi Trọng Vinh đã có được kinh nghiệm. Lúc này thì ở vùng mí mắt của Chia Chan Chin đã bị rách rồi. Chia Chan Chin cũng rất tỉnh. Hãy cẩn thận với tình huống này. Chia Chan Chin bắt chân và cố gắng để khóa chân nhưng không thành công rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội cho Bùi Trọng Vinh. Rất nguy hiểm với pha bẻ cổ chân này tới từ Chia Chan Chin. Nhưng Bùi Trọng Vinh đã làm tốt hơn Lưu Đức Mạnh khá nhiều. Anh cố gắng để có một vị trí tốt. Sai control rồi. Còn 1 phút 30 giây cho hiệp 2 của trận đấu. Và Bùi Trọng Vinh đã có được vị trí lên mao. Anh đã lấy được mao rồi. Liệu có thể ground and pound hay không? Trọng Vinh đã ngồi được lên. Cần khóa chân lại.
hai chân của anh chưa khóa với nhau. Và điều này vẫn giúp cho Bùi Trọng Vinh đang có ưu thế quá lớn trước Jia Chanqin. Rowan Pao liên tục. Liệu có chiến thắng bằng knockout dành cho Bùi Trọng Vinh hay không? Anh đang có cơ hội. Liên tiếp là những đòn giã gạo rất nặng tới từ Bùi Trọng Vinh. Rowan Pao liên tục rồi. Và Jia Chanqin còn đủ sức để phản thắng đến bao giờ? Khuôn mặt của Jia Chanqin đã sưng lên rất nhiều sau khi phải nhận đòn đánh liên tiếp của võ sĩ Việt Nam. Trọng tài vẫn chưa dừng trận đấu khi mà Jia Chanqin vẫn cho thấy được sức phản kháng mạnh mẽ của mình. Anh đạp chân vào thành lồng và tìm cách để thoát ra. Nhưng Bùi Trọng Vinh rất tỉnh táo. Anh vẫn không để cho đối thủ thoát ra khỏi vị trí này. Dù cho không thể hạ nước vào đối thủ thì Bùi Trọng Vinh cũng đang ghi được rất nhiều điểm số tốt ở thời điểm hiện tại. Vẫn là Rowan Pao. Cần phải dành lời khen ngợi cho sức kháng cự cực kỳ mạnh mẽ của Jia Chanqin. Các giám định đã có sự bất đồng về mặt điểm số nhưng không sao cả. Điều quan trọng là đại diện của Việt Nam vui.